VinFast Vanpoint, mở concept bán tải chạy điện của thương hiệu xe Việt, được lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc áo choàng của siêu anh hùng bay trong gió. Các kỹ sư thiết kế của VinFast và đối tác là công ty Comitiv của Úc đã cùng nhau làm việc hơn 8.000 giờ đồng hồ để tạo ra VFY. Là một mẫu concept, hình dáng thiết kế của VFY rất nuột nà và có hơi hướng tương lai. Có thể sẽ mất vài ba năm nữa thì VFY mới trở thành một mẫu xe thương mại. Tuy nhiên, với VinFast có thể thời gian sẽ rút ngắn hơn. Nhất là khi phân khúc bán tải chạy điện đơn thuốc được rất nhiều sự chú ý từ thị trường, với những cái tên nổi bật như Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning hay Rivian R1T. Chữ Y trong cái tên của chiếc bán tải nhà VinFast có nghĩa là hoang dã, và nó mang ý nghĩa rằng VFY có đủ sức mạnh để chinh phục mọi loại địa hình và môi trường khắc nghiệt nhất. VinFast sẽ tiếp tục phát triển để hoàn thiện VFY và biến mẫu xe này trở thành niềm cảm hứng đưa chủ nhân thoát xa những đô thị đông đúc, chật hẹp và hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp. Về kích thước, VinFast VFY là một chiếc bán tải cỡ trung. Chiều dài tổng thể của xe là 5.324mm và chiều rộng là 1.997mm. Phiên bản concept không có trụ B nên cửa mở ngược chiều nhau. Khoang chở hàng được nối thông với cabin và hàng ghế thứ hai có thể gập phẳng, mở ra một không gian vô cùng rộng rãi. Khi mở toàn bộ phần khoang chở hàng và gập hàng ghế hai, thì chiều dài khoang chứa đạt 2.438mm, có thể tạo ra không gian nghỉ ngơi, giải trí rất là tiện dụng. Phần đầu xe trông hầm hố nhưng vẫn có nhiều nét đặc trưng của xe điện khi không xuất hiện lưới tản nhiệt và đặc biệt là dải đèn định vị dài của VinFast. Nắp capo được tạo hình với những lỗ lõm xuống trông đầy sức mạnh. Khoang nội thất của VFY concept rất sang trọng hiện đại. Vì với mẫu xe ý tưởng thì các kỹ sư có thể tha hồ thể hiện những gì họ thích. Rất hy vọng là VinFast sẽ sớm đưa VFY vào sản xuất thương mại. Các bạn đánh giá thế nào về chiếc xe bán tải nhà VinFast?